Hôm nay gặp em thì anh cũng có muốn về lại bông hoa đã tặng em. Dạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Vâng, cảm ơn. Dạ. Đây là một cuốn sách của một vị bác sĩ mà em rất là yêu thích ạ. Trong cuốn sách này thì kể về những câu chuyện rất là đời thường của anh á. Dù ở ngoài cuộc sống có bao nhiêu bồn bề hoặc là có bao nhiêu mệt mỏi đi chăng nữa thì có một nơi rất là ấm áp và là bình yên ạ, rất là yêu thương, đó là nhà. Cuốn sách tên là Nhà luôn ạ. Anh cũng thích đọc sách lắm á. Dạ. Hôm nay thì anh cũng có tặng bông cho em, nhưng mà lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa. Em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa. Trời ơi, mẹ hết hồn chưa mẹ? Em còn xuất sắc hơn bông anh tặng nữa. Rồi, đi về ghế ngồi nói chuyện tìm hiểu nhau coi nào. Bạn gái là thích đọc sách đúng không? Dạ, em cũng rất là thích đọc sách, mà đọc sách tiểu thuyết lãng màn, ngôn tình gì á. Mẹ có thể làm thơ, đọc thơ được không? Cái này là thơ thả thính, nhưng mà tại vì em sợ em hơi run cho nên thôi cho em xin cầm giấy em đọc ạ. À, tháng 8 rồi, anh đã sẵn sàng chưa? Che chở em suốt chuỗi ngày giông tố, nhà hôn em giữa trốn đông người trên phố, và cuộn cuồng mỗi khi thấy em đau. Tháng 8 về đi rồi cũng thật mau, ở bên em. Rồi, ngồi đi bằng trai. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Hoàng Thị Hương Lan, em năm nay 29 tuổi, em đến từ Quảng Trị. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Em đang làm ở một công ty giao nhận vận tải. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quỳnh Linh, anh chị Hồng Vân. Mà chào gia đình phía nhà gái cùng khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Em xin được giới thiệu là em tên là Đỗ Anh Tùng ạ. Em quê ở Khánh Hòa, năm nay em 31 tuổi và hiện làm kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật của bên công nghệ thông tin ạ. Làm ở đâu Tùng? Dạ em làm ở quận Gò Vấp ạ. Quận Gò Vấp. Tùng có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh của em là tính tình của em rất là hiền và em thích thể thao, như là cũng biết nấu ăn và cái sinh hoạt của em là em cũng là người rất là kỹ tính. Rượu bia thuốc lá gì có hút không? Dạ thuốc lá thì không có hút và rượu không uống, mà bia thì chỉ uống có vài chai cùng gia đình thôi ạ. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em đó chính là em rất là nhát xem phim ma. Trời thấy cưng quá vậy, sợ phim ma hả ta? Sợ ma nó trời ơi. Để coi bên đây người ta có sợ ma hay không nè. Dạ em chưa bao giờ coi phim ma, nó không dám coi ạ. Là không dám coi luôn nè Linh. Trời hai đứa sợ ma hết trời. Bây giờ mình nói luôn về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cơ. Về điểm mạnh thì em thấy mình là một người nói chung là giỏi nhiều cái. Giỏi ăn, giỏi ngủ, làm việc thì cũng khá giỏi, đi chơi thì rất là giỏi. Về tính cách thì em thấy mình là một người khá là cẩn thận, cầu toàn, sống có trách nhiệm, yêu thương mọi người. Em làm gì thì nói chung là em rất là có tâm và rất là làm hết sức, hết mình. Mình có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì có lẽ chắc là em hơi nhát, với lại em... hơi ngại trước đám đông. Dạ. Hai bạn đều nhát trong tình yêu hết trơn á. Rồi hai bạn đều sợ ma hết trơn á. Sợ ma lắm luôn. Cái này hợp á. Vậy là hai con người này không bao giờ dám đi đâu ban đêm, mà cũng không ai dám bỏ đi một mình hết trơn á. Linh coi như cái kịch ma của tôi lễ luôn á. Bạn gái, cho chúng tôi biết là bạn đường tình duyên thế nào rồi? Dạ vâng. Em cũng biết nói sao, nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tin nào bắt vai hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Lý do gì mà lại chưa có tình yêu là sao? Em ngại, em nhát lắm chị. Dạ em ví dụ như em có thích ai thì em cũng chậm nói gì hết á. Xong rồi ví dụ như người kia cũng mình không biết là mình người ta có thích. Người ta đâu có biết mình thích đúng không? Dạ đúng rồi, kê hai bên không nói gì nhau hết, kê cuối cùng không có gì hết trơn luôn. Em sợ ma. Em sợ ma thì được, nhưng tình yêu đâu phải là con ma đâu mà sợ nó. Đúng không? Còn bạn trai. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi ạ. Trời, nhát nhát thì cũng hai mối rồi. Mối dài nhất là nhiêu? Em chào em. Dạ. Mối tình của em thì cũng tìm hiểu nhau thì cũng tầm 1-2 năm gì đó. Nhưng mà đến khi mà đề cập đến vấn đề hôn nhân thì không có hợp nên là thôi. Nói cho bà mối biết mình muốn tình, yêu thương như thế nào. Cô vợ, có cái điều kiện của em là như thế nào? Em nói chị nghe coi. Dạ thì tưởng tượng trong đầu em là cô vợ em phải như thế nào? Dạ em nghĩ chắc là dễ thương lắm. Hiền và đảm đang. Rất là thương em.
thương em hả? Duyên dáng đúng không? Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em thì cũng không có đòi hỏi sâu sắc lắm ạ. Chủ yếu là tính cách là tâm lý, hiểu chuyện và cũng không có nóng tính lắm. Tại vì tính em rất là hiền. Với lại biết nấu ăn. Em tưởng tượng cái bạn bên đây có bao nhiêu phần trăm trong suy nghĩ của em? Dạ, chắc cũng được 70%. 70 hả? Dạ. Chứ chị thấy là tới 80, 8 mấy lần á. Ừ. Để em qua tôi coi 8 mấy, 90 phần trăm. Cưng quá trời. Dạ, cưng đi. Đàn gái, mình không thích đàn ông gì? Em thích đàn ông hơi gia trưởng, rồi vũ phu, rồi nhậu nhẹt bê tha. Đây mà gia trưởng đây, gia phó không à? Yên lắm. Rồi bạn trai không có lý tưởng trong cuộc sống. Có lý tưởng không? Dạ có à. Có. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Thứ nhất là em, tại vì em cũng không có được cao lắm, cho nên em thích một người cao chắc khoảng tầm 1m7 lên, để cải thiện nói giống. Cải thiện nói giống. Thì từ từ cũng cao. Đúng không? Ông làm gì mà ông tự nhiên ông chuyển sắc mặt giống đó tôi nghe. Cao cũng 1m mấy không? Dạ em cao 1m65 à. Đó. Được, 1m65 từ từ cũng cao thôi. Đây 1m65 đây. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ này. Hỏi người thân đi. Đúng rồi. Người thân đi. Bạn gái đi với ai à? À, dạ em đi với có dì ruột của em ạ, chị họ, rồi hai bạn thân của em nè. Chào cả nhà bên nhà gái. Chào em chị Quỳnh Linh và chị Hồng Vinh. Dạ. Và chào bên nhà trai và toàn thể trong trường quay. Bé Lan là một đứa cháu là ngoan hiền, có như giỏi giang đảm đang, phải có hiểu về cha về mẹ. Thì dì thấy là cháu trai bên này thì cũng được hiền lên, cháu cố gắng, hai cháu là cố gắng là bấm nút thêm để xây dựng với nhau. Cho tôi cảm ơn. Trai thì với ai? Dạ hôm nay em đi với lại mẹ chị. À có mẹ. À có mẹ à, để rồi. Mẹ nhận xét. Để hai bên góp ý đi cô ạ. Đó, bên gì bên mẹ. Xin chào anh Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân, với bên họ gái, tất cả các người có mặt trong trường quay. À, tôi là mẹ của Đỗ Anh Tùng, gốc thì ở Nha Trang. Nhưng mà hôm qua giờ đã nghe con nó nói là con có cái sự hò hẹn thì con tóc cấp tóc quay vô đây. Cũng mừng lắm, tại vì nó không có biết yêu đương gì đâu hết trơn á. Rồi hôm nay thì nghe nói thôi má con đi hẹn hò đi, chứ bây giờ con cũng quá lứa rồi. Trong chương trình này thì nó thật ra thì tôi cũng rất là thích. Vì nhiều khi đi theo dõi trên TV á, thấy con mình nó ít quá, nó không biết hẹn hò gì cho nó sâu đậm. Bây giờ cũng cảm ơn chương trình và cũng động viên cho nó, thì mai mối cho nó mà trong ước nguyện thì thấy cái chương trình nó rất là hấp dẫn, rất là vui. Ngày hôm nay là tôi rất là mừng và cũng xin lần đầu tiên nhất gặp cháu thì với lại họ gái thì cũng rất là vui. Thì nếu được thì cũng sẵn sàng ủng hộ hết mình. Không có một lý do gì từ chối hết, tại vì mới nhìn là cũng thấy mến rồi. Hai đứa cũng nên mở lòng cho nhau. Ừ, để mà đi đến vấn đề như vậy là cũng vừa rồi đó. Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn nhà trai nhà gái ha. Rồi bây giờ mở rào mở ra nha. Mở rào. Okay. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Hôm nay gặp em thì anh cũng có muốn về lại bông hoa đã tặng em. Dạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Vâng, cảm ơn. Dạ, đây là một cuốn sách của một vị bác sĩ mà em rất là yêu thích ạ. Trong cuốn sách này thì kể về những câu chuyện rất là đời thường của anh á. Dù ở ngoài cuộc sống có bao nhiêu bồn bề hoặc là có bao nhiêu mệt mỏi đi chăng nữa thì có một nơi rất là ấm áp và là bình yên ạ, rất là yêu thương, đó là nhà. Cuốn sách tên là Nhà luôn ạ. Anh cũng thích đọc sách lắm không? Dạ. Hôm nay thì anh cũng có tặng bông cho em, nhưng mà lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa. Em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa. Trời ơi, mẹ hết hồn chưa mẹ? Em còn xuất sắc hơn bông anh tặng nữa. Rồi, đi về ghế ngồi nói chuyện tìm hiểu nhau coi nào. Bạn gái là thích đọc sách đúng không? Dạ, em cũng rất là thích đọc sách, mà đọc sách tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình vậy á. Mẹ có thể làm thơ, đọc thơ được không? Cái này là thơ thả thỉnh, nhưng mà tại vì em sợ em hơi run cho nên thôi cho em xin cầm giấy em đọc ạ. À, tháng 8 rồi anh đã sẵn sàng chưa, che chở em suốt chuỗi ngày giông tố, nhà hôn em giữa trốn đông người trên phố và cuộn cuồng mỗi khi thấy em đau. Tháng 8 về đi rồi cũng thật mau, ở bên em mình cùng nhau níu giữ, yêu thôi mà có gì không dám thử, tháng 8 rồi mình hẹn hò đi em. Bài thơ thả thính á. Bạn trai có gì đáp lại không nè? Từ lâu thì anh cũng đã từng ước mơ rằng
sẽ đến một ngày được kết tóc xe duyên cấp nên vợ nên chồng. Đó là ước mơ của anh, thì hôm nay cũng xin hát một bài nói về ước mơ đó. Bài hát nó không chỉ là mơ của ca sĩ Phan Đình Tùng đã từng biểu diễn. Nếu không chỉ là mơ xin hãy thôi mong chờ, ngày anh hôn chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng, tình đến như mơ, tình quá bất ngờ, tình như ánh mây trôi về đâu ai có hay. Nếu ta thuộc về nhau xin hãy thôi âu sầu, và anh thôi chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng, tình đến như mơ, tình trong nhung nhớ. Ngày nào em lên, ngày nào em lên tiếng yêu, em sẽ xin hơn nhiều thứ tha yêu kiều. Thôi sao qua đi được rồi đó. Bây giờ mình vô vấn đề hẹn hò đi. Không biết là em có thích tập gym giống như anh không ạ? Dạ em cũng rất thích thể thao. Em chơi cũng khá khá nhiều môn ạ. Em tập aerobic, rồi tập đi bộ, rồi leo núi, rồi tập yoga, tập học nhảy, học đồ nha. Nói chung là em thích nhiều hơn anh rồi đó. Anh là tập gym thì trong cái bộ môn gym thì nó rất là nhiều động tác cũng như là nhiều bộ phận trên cơ thể phải tập. Yeah. Nhưng mà cái tập yoga của em cũng là rất là tốt cho sức khỏe. Yeah. Nếu mà anh với em có tình cảm sau một thời gian tìm hiểu mà có tình cảm có thể tiến xa với nhau thì không biết khi nào em đồng ý để đám cưới với anh. Em nghĩ là tùy theo tình cảm của hai đứa thôi. Ví dụ như là hai người hiểu nhau tới đâu, có nghĩa là mình phải có một cái suy nghĩ là chín chắn và trưởng thành, chứ không phải là cứ mình vội vàng hay là bị người này hối quá, người kia hối quá. Em mong muốn là giống như là hai đứa chủ động là tìm hiểu nhau. Rồi, hỏi nhau về việc kinh tế gia đình đó, ai giữ tiền, mình trao đổi quan điểm với nhau đi. Ý em sao anh? Nếu như mà lập gia đình thì vấn đề tài chính thì anh cũng không có quan trọng vấn đề là ai giữ tiền. Ví dụ như em có thể giữ tiền tốt hơn anh thì anh sẵn sàng làm đầu tháng cuối tháng gửi tiền hết cho em. Anh khi nào mà anh hết tiền anh cứ xin em thôi. Thôi em cũng thích như vậy, lắm đâu em giữ tiền cũng không có được tốt á, mà em muốn là người đàn ông cũng chủ động về tài chính hơn á. Chung là cứ một tháng anh đưa em nhiêu đó để mà trang trải cuộc sống thôi. Còn mình cũng cần phải chủ động hơn trong công việc, trong cuộc sống. Thì tất nhiên là cái phần tài chính á, thì mình nắm giữ thì vẫn tốt hơn ạ. Trời ok liền em, lâu lắm mới gặp người này đó. Nói thiệt với em, ít người phụ nữ nào mà trả lời okay được như vậy luôn. Rồi bây giờ em hãy nói một cái lời nào đó, bước tới bạn gái cầm giùm cho sao mà rung lời dữ vậy. Một lời nào đó bằng đáy lòng của mình, nói những cái suy nghĩ thật mà mình. Cầm hai tay, tay bóp chặt đó. Lại nắng nót gì đó. Từ lúc mà ngồi ở phía sau và bắt đầu chương trình thì anh cũng không biết rằng em như thế nào. Và khi mà màn sân khấu được vén lên thì anh cảm thấy là rất là bất ngờ, bởi vì anh không nghĩ rằng là em lại xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Trời. Nên là anh cảm thấy là rất là may mắn khi được gặp được em. Và anh cũng hy vọng rằng sau cái chương trình này anh với em có thể là tiến xa nhau hơn và có thể tiến đến gia đình một mái ấm mà anh hằng mong ước. Dạ, em cũng hy vọng như vậy ạ. Quả tròn trìa đầy đủ rồi. Rồi, thôi, được. Ngồi xuống đi, bấm nút thôi. Hãy bấm theo nhịp đập con tim của mình. Hãy bấm đúng với suy nghĩ của mình. Hãy bấm bằng trái tim của mình nha. Một, ba, hai, ba. Đó, hai cái cặp cặp bằng nhau luôn á Linh. Nào, nắm tay nhau, chính thức chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau. Xin phép gì? Dạ, hôm nay lần đầu tiên con tới gặp em Lan đây thì cũng xin phép cô cho con được hôn Lan một cái. Rồi, đó, hôn đi. Dạ, lần đầu tiên tới gặp Lan cho con hôn Lan cái. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chương trình mong rằng là các bạn sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Rồi, giọng Quảng Trị dễ thương quá nha.
Như vậy là chúng ta được đến với hai câu chuyện hôm nay. Mỗi câu chuyện có một màu sắc khác nhau, nhưng mà rất thật quý vị. Tất cả một câu chuyện chúng tôi không có dàn dựng gì cả. Họ đến đây, họ nói bằng cả trái tim của mình. Và cuối cùng họ đã bấm nút. Chắc chắn rằng là họ đã có cùng một nhịp đập con tim với nhau. Và mong rằng nhịp đập đó nó sẽ hòa nhau suốt cả cuộc đời này.